Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, giương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Chương 8. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng Tôn Nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hy sinh. Vậy thì đấng này cũng cần phải dâng vật gì? Nếu Ngài còn ở thế gian thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. Và trong những lời này thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán, kìa nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Giu-đa lập một ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ai Cập. Vì họ không bền giữ lời ước ta, nên ta không đói xem họ. Ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán, này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: Hãy nhìn biết Chúa. Vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết ta. Nhưng ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi họ nữa. Gọi ước đó là mới thì đã xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già thì gần tiêu mất đi. Chương 9. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, và một đền tạm đã dựng lên. Phòng thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubin vinh hiển,
bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhất đương còn thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dân đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vả nếu huyết của dê đực, bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhưng đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm với giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Vì khi có chúc thơ thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã. Chúc thơ chỉ có giá trị sau lúc chết, vì hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực với nước, dây nhung đỏ tía và ngành ngưu tất rải trên sách cùng trên cả dân chúng mà nói rằng: này là huyết của sự giao ước mà Đức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. Đoạn người cũng lấy huyết ấy rải đền tạm cùng mọi đồ thờ. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình. Bằng chẳng vậy thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Chương 17. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na-than rằng: này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Na-than tâu với David rằng: hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Sải trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than rằng: hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi chớ cất đền cho ta ở, vì từ khi ta dẫn Israel lên khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết, nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phàm nơi nào ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán biểu một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta mà rằng:
sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Bây giờ, ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy. Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy: ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel ta. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel ta, vuông trồng chúng để chúng ở nơi mình, sẽ không còn bị khuấy rối. Con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa, như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel ta. Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Sải khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi. Ta sẽ làm cho nước người vững chắc. Người ấy sẽ cất cho ta một cái đền, và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước người. Song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta, còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Na-thang theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Vua David vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi là ai và nhà tôi là gì mà Chúa đem tôi đến đây? Đức Chúa Trời ơi, ơn đó Chúa lấy làm nhỏ mọn thay. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tới Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài, và có đói xem tôi theo hàng người cao trọng. Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì David còn nói gì được nữa, vì Chúa biết đầy tớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài, đặng bày ra các sự cả thể này. Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như dân Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài sao? Nhờ sự cả thể đáng kính đáng sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc lại khỏi xứ Ai Cập. Vì dân Israel, Chúa đã khiến thành dân riêng của Ngài đến đời đời. Còn Đức Giê-hô-va ơi, Ngài trở nên Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tớ Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời. Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời cho Israel. Còn nhà David là tôi tớ Chúa, được đứng vững trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tôi ơi, Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một cái nhà cho người. Bởi đó cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa. Thế thì nay cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa. Vì Đức Giê-hô-va ơi, hễ Ngài ban phước cho nó thì nó sẽ được phước đến đời đời. Chương 18. Sau việc ấy, David đánh dân Philistin, bắt phục chúng nó và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gác và các hương thôn nó. Người cũng đánh Moab. Dân Moab bèn phục dịch David và tiến cống cho người. David đánh Hadarese, vua Soba tại Hamat, khi người đang đi lập nước mình trên sông Euphrat. David chiếm lấy của người 1,000 cỗ xe, 7,000 lính kỵ và 20,000 lính bộ. David cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại 100 con.
dân Syri ở Damascus đến cứu giúp Hadarezer vua Soba. David bèn giết chúng 22,000 người. David lập đồn trong Syri của Damascus. Dân Syri phục dịch người và đem nộp thuế cho người. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Hadarezer rồi đem về Jerusalem. Từ Tibat và Kun, hai thành của Hadarezer, David lại đoạt lấy nhiều đồng mà Salomon dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng. Khi Tohu vua Hamat hay rằng David đã đánh cả đạo binh của Hadarezer vua Soba, thì sai Hadoram con trai người đến chào mừng và ngợi khen David, bởi người đã chinh chiến với Hadarezer và đã đánh người, vì Hadarezer và Tohu thường đánh giặc với nhau luôn. Tohu cũng gửi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc và đồng. Các đồ ấy David cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Edom, Moab, dân Ammon, dân Philistine và dân Amalek. Vả lại, Abishai, con trai của Seruya, đánh giết tại trong trũng muối 18,000 người Edom. Người đặt đồn tại Edom và cả dân Edom đều phải phục dịch David. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David làm vua trên cả Israel, lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người. Joab, con trai của Seruya, thống lãnh đạo binh. Josaphat, con trai của Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai của Ahitub, và Abimelech, con trai của Abiatha, làm thầy tế lễ. Savesha làm quan ký lục. Benaya, con trai của Jehoiada, cai quản người Kerethit và người Phelethit. Còn các con trai David đều làm quan đại thần gần bên vua. Chương 19. Sau các việc đó, Nahash, vua dân Ammon băng hà, và con trai người kế người làm vua. David nói: "Ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, vì cha người đã làm ơn cho ta." David bèn sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy các đầy tớ của David đến cùng Hanun tại trong xứ dân Ammon đặng an ủi người. Nhưng các quan trưởng dân Ammon tâu với Hanun rằng: "Vua há có tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến cùng vua há chẳng phải để tra xét và do thám sứ hầu cho hủy phá nó sao?" Hanun bèn bắt các tôi tớ của David, biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chẳng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về. Có người đi thuật cho David hay việc các người này. Người sai đi đón các người ấy vì họ xấu hổ lắm. Vua biểu rằng: "Hãy ở tại Jericho cho đến khi râu các ngươi đã mọc, bây giờ sẽ trở về." Khi dân Ammon thấy David lấy họ làm gớm ghiếc, thì Hanun và dân Ammon bèn sai người đem 1,000 ta lân bạc đặng đi đến Mesopotami, Aramaaca và Soba mà mướn cho mình những xe cộ và quân kỵ. Chúng mướn cho mình 32,000 cỗ xe vua xứ Maaca với dân người. Họ kéo đến đóng tại trước Medeba. Dân Ammon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. David hay điều đó, bèn sai Joab và cả đạo binh đều là người mạnh dạn. Dân Ammon kéo ra dàn trận nơi cửa thành, còn các vua đã đến phù trợ đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Khi Joab thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Israel mà dàn trận đối cùng quân Syri. Quân lính còn lại, người phú cho Abishai là em mình, chúng bày trận đối với dân Ammon. Người nói: "Nếu quân Syri mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Khá vững lòng bền chí. Hãy vì dân ta, vì các thành của Đức Chúa Trời ta mà làm như cách đại trượng phu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt."
Vậy, Gioab và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Syria đặng giao chiến. Quân Syria chạy trốn khỏi trước mặt người. Khi quân Amon thấy quân Syria đã chạy trốn, thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai em Gioab mà trở vào thành. Gioab bèn trở về Jerusalem. Khi quân Syria thấy mình bị thua trước mặt Israel, bèn sai sứ giả đến biểu dân Syria ở bên kia sông ra. Có Sô-phát, quan tướng của đạo binh Hadarese, quản lãnh chúng nó. David hay điều đó, liền nhóm cả Israel sang qua sông Giô-đanh, đến cùng quân Syria và dàn trận nghịch cùng chúng nó. Vậy, khi David đã bày trận đối với dân Syria, thì chúng nó đánh lại với người. Quân Syria chạy trốn khỏi trước mặt Israel. David giết của quân Syria 7.000 lính cầm xe, 4.000 lính bộ, và cũng giết Sô-phát, quan tổng binh. Khi các đầy tớ của Hadarese thấy chúng bị bại trước mặt Israel, bèn lập hòa cùng David và phục dịch người. Về sau, dân Syria chẳng còn muốn tiếp cứu dân Amon nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.